Sau chiến thắng Middlesbrough 2-1 ở vòng 40 giải hạng nhất Anh vào tối ngày 7 tháng 4, Burnley của huấn luyện viên Vincent Kompany đã chính thức giành tấm vé đầu tiên lên chơi tại Premier League mùa giải 2023-2024. Và đây chính là món quà không thể ý nghĩa hơn khi vào ngày 10 tháng 4 sắp tới, Kompany sẽ ăn mừng sinh nhật tuổi 37. Sau khi Luton Town, đội bóng xếp ở vị trí thứ 3, bị cầm hòa không đều trong trận đấu trước đó, huấn luyện viên Kompany và các học trò Burnley biết rằng một chiến thắng trên sân đối thủ có cơ hội thăng hạng khác với Middlesbrough sẽ giúp họ sớm hoàn thành mục tiêu trở lại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ashley Barnes giúp Burnley mở tỷ số ở phút thứ 12, còn pha đền gỡ hòa của Chupa Apom ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu tưởng chừng đã có thể trì hoãn màn ăn mừng của Burnley. Tuy nhiên, Conor Roberts đã đưa đoàn quân của Kompany một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 66 trước khi họ tạo nên thế trận chặt chẽ để giành chiến thắng thứ 25 trong mùa giải. Burnley xây chắc ngôi đầu với 87 điểm sau 39 trận. Họ hơn vị trí thứ 2 của Sheffield United đến 11 điểm và bỏ xa 19 điểm so với vị trí thứ 3 của Luton Town. Đội đã chơi 40 trận nên không thể san lấp cách biệt này trong 6 trận còn lại của mình. Đồng nghĩa Burnley đã chắc chắn có một trong hai vị trí đầu bảng, vốn đảm bảo hai suất thăng hạng trực tiếp. Sau trận, các cầu thủ Burnley đã ngay lập tức đến chia vui cùng số ít các cổ viên đội nhà có mặt trên sân vận động. Quả là một cảm xúc tuyệt vời khi được trở lại với giải bóng đá ngoại hạng Anh, đặc biệt là khi nó lại đến sớm như vậy. Chủ tịch của Burnley Alan Pardew thừa nhận chưa bao giờ nghĩ đến việc trở lại Premier League nhanh như vậy. Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ và đây không phải là kế hoạch của chúng tôi. Tôi và Kompany đã nói chuyện trong suốt mùa hè và nói về nó rất lâu. Chúng tôi đã có kế hoạch 2-3 năm để thăng hạng. Những gì bạn đang thấy, đây là một mùa giải ma thuật của chúng tôi. Với việc giúp câu lạc bộ thăng hạng, cựu trung vệ người Bỉ sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ vào mùa giải tới. Đây chắc chắn là viễn cảnh mà người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh đang rất chờ đợi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vincent Kompany, Burnley trở thành đội bóng công thủ toàn diện tại Championship mùa 2022-2023 với 25 chiến thắng, 12 trận hòa và chỉ thua 2. Đi kèm với đó là những chỉ số ấn tượng như 76 bàn thắng, 17 lần giữ sạch lưới. Lần đầu tiên sau 18 năm, cổ động viên mới lại được chứng kiến một câu lạc bộ hạng nhất giành quyền thăng hạng sớm tận 7 lượt trận. Ngoài việc giành vé thăng hạng trực tiếp, Burnley có cơ hội để giành chức vô địch Championship khi đang hơn Sheffield 9 điểm với 7 trận chưa đấu. Thầy trò Kompany còn có thể phá kỷ lục vô địch Championship với số điểm cao nhất và số trận thắng nhiều nhất của Reading, 106 điểm và 31 chiến thắng ở mùa 2005-2006. Nói một chút về Vincent Kompany, mùa 2019-2020, cựu trung vệ người Bỉ chia tay Man City để trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Anderlecht, nhận vai trò cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Do không thành công vai trò huấn luyện viên, thì sau vài trận đấu, Kompany chỉ bàn giao lại vị trí cầm quân và chỉ đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm thủ quân của Anderlecht. Đến mùa hè năm 2020, anh chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ và trở thành huấn luyện viên của Anderlecht theo hợp đồng 4 năm. Đầu mùa giải năm nay, Kompany được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Burnley sau khi câu lạc bộ xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh, và thực sự, cựu trung vệ của Man City đã làm nên kỳ tích ở ngay mùa giải đầu tiên làm việc tại Anh với tư cách là huấn luyện viên. Trước đó, cựu danh thủ người Bỉ đã dẫn dắt Anderlecht trong 2 năm nhưng chưa có thành công nào đáng kể ngoại trừ ngôi Á quân Cúp Quốc gia Bỉ 2022. Dưới thời huấn luyện viên Kompany, Burnley trở thành tập thể khó bị đánh bại ở hạng nhất Anh với cách chơi đa dạng và biến hóa hơn hẳn so với lối đá một màu, dễ bị bắt bài khi đội bóng còn được dẫn dắt bởi Sean Dyche. Và hiện tại, cựu trung vệ Man City giống như một thần tượng lớn nhất tại sân Turfmoor khi có được sự yêu quý và ủng hộ tuyệt đối từ các cổ động viên của Burnley. Ở khía cạnh tuyển trạch, cựu sa Man City cũng cho thấy sự chủ động hiếm thấy ở một vị huấn luyện viên. Không ít lần dư luận bắt gặp Kompany đi khắp châu Âu để trinh sát. Gần nhất, huấn luyện viên 36 tuổi này được đưa tin là đã xuất hiện ở Đan Mạch và tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Thăng hạng sớm 7 vòng là kỷ lục mới tại Championship, nhưng Kompany không cho phép các học trò của mình nghỉ ngơi mà muốn họ ngay lập tức trở lại tập luyện để hướng tới chức vô địch. Tối nay các cầu thủ có thể tận hưởng, nhưng sáng mai họ vẫn phải trở lại tập luyện. Bản thân tôi đã trải qua những khoảnh khắc này và hy vọng động lực về cảm xúc đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác. Hãy ăn mừng, hãy hạnh phúc và sau đó toàn đội phải sẵn sàng cho trận đấu sắp tới, cựu đội trưởng Man City nói sau trận đấu. Burnley dưới thời Kompany trong mùa giải năm nay có thể được mô tả ngắn gọn như sau: tấn công, sáng tạo, kiểm soát bóng, cường độ cao và chiếm ưu thế về không gian chơi bóng. Thoạt ban đầu có vẻ như chúng ta đang nói về Man City dưới thời Pep Guardiola, đúng không? Chính xác, nó miêu tả một cách đầy đủ về tất cả những gì có liên quan đến huấn luyện viên Pep Guardiola, về lối chơi, về cách đội bóng của ông thi đấu. Và bây giờ học trò của chiến lược gia người Tây Ban Nha Vincent Kompany lại đã và đang xây dựng nên những gì tương tự tại Burnley.
tất cả những gì tinh túy nhất của Pep trong cách huấn luyện đều được học trò cũ của ông tiếp thu và thực hiện một cách rất chỉnh chu. Company đã biến một đội nổi tiếng với cấu trúc phòng ngự chặt chẽ cùng phong cách thi đấu có phần tiêu cực trở thành một đội bóng ưa thích việc kiểm soát bóng và đang thống trị Championship. Đó là một phong cách trông giống như bạn đang xem một Man City ở phiên bản thấp hơn thi đấu. Trước đó, trong thời điểm hỗn loạn tại Man City vì những cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính, lời đe dọa từ chức của Guardiola nếu câu lạc bộ nói dối ông lại xuất hiện và kéo theo đó là cuộc bàn tán về những người kế vị tài năng. Company mới chỉ bắt đầu công việc huấn luyện nhưng anh đã được nhắc đến như một phương án trong tương lai tại sân Etihad nếu như Pep rời đi. Anh là một trong ba học trò của Pep, đang đứng đầu giải đấu của họ mùa giải năm nay trên cương vị thuyền trưởng cùng với Xavi tại Barcelona và Mikel Arteta tại Arsenal. Anh không thích nói về sự nghiệp thi đấu hay quãng thời gian ở Man City trong các buổi họp báo. Cựu trung vệ người Bỉ muốn được nhắc đến và ghi dấu ấn với việc làm huấn luyện viên chứ không phải trên tư cách một cầu thủ nổi tiếng, sau đó trở thành huấn luyện viên. Company cũng không thích so sánh với Pep và các phương pháp của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Company muốn anh là chính mình, làm mọi thứ theo cách của mình và tạo ra di sản bằng những nguyên tắc và triết lý của mình. Nói là như vậy, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc Pep đến với Man City đã thúc đẩy Company hướng tới sự nghiệp huấn luyện viên và cựu cầu thủ người Bỉ bắt đầu nhìn nhận trận đấu theo một cách khác. Anh luôn cho thấy sự thông minh, đọc và hiểu trận đấu một cách chi tiết. Nhưng Pep đã giúp Company tìm ra sự rõ ràng và giải thích cặn kẽ về việc tổ chức lối chơi, cách đá ra làm sao, cũng như cách sử dụng không gian trên sân bóng. Company có quãng thời gian dài chấn thương trong năm cuối cùng của mình tại Etihad và cựu trung vệ người Bỉ đã dành khoảng thời gian đó để quan sát trận đấu một cách kỹ lưỡng từ ngoài sân. Cùng với đó là việc nghiên cứu và ghi chép về cách mà Pep thực hiện những phương pháp huấn luyện để đưa Man City lên vị trí thống trị trong nước. Cựu trung vệ người Bỉ đã học hỏi và áp dụng một số nguyên tắc của Pep. Burnley luôn tìm cách ghi bàn ở bất kỳ tình huống nào trên sân. Có 19 cầu thủ Burnley khác nhau ghi bàn ở mùa giải năm nay, thống kê không đội nào sánh được ở giải hạng nhất. Cựu sao Man City sử dụng linh hoạt hai sơ đồ 4-3-3 để kiểm soát trận đấu và 3-2-5 khi có bóng. Burnley dưới thời Company được miêu tả là có cách tiếp cận trận đấu kiểu cờ vua, tập trung vào không gian, hành động và phản ứng trước các đối thủ. Cầu thủ Burnley được khuyến khích cầm bóng, đặc biệt ở phần sân đối phương, từ đó họ sẽ kiểm soát không gian, tạo ra các khoảng trống và tấn công vào khu vực sơ hở của đối thủ. Chiến lược gia 36 tuổi luôn cho thấy sự nhiệt huyết và tận tâm đến từng chi tiết đối với mọi trận đấu và mọi buổi tập. Anh cùng ban huấn luyện của mình không bỏ sót bất cứ điều gì trong quá trình chuẩn bị. Company còn thể hiện sự tâm lý của mình bằng việc tạo ra một nhóm cầu thủ lãnh đạo ngay khi anh đến Burnley, bao gồm Jacob, Josh Cullen, Joe Brownhill và Ashley Barnes, những cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ và là những thủ lĩnh tinh thần của đội chủ sân Tupmore. Company đã làm nên kỳ tích trong mùa giải đầu tiên làm việc tại Anh. Với những gì đã làm được, cựu trung vệ người Bỉ dần khẳng định chỗ đứng trong nhóm những chiến lược gia trẻ tuổi tài năng của làng bóng đá xứ sở sương mù. Là một huấn luyện viên mát tay, nhưng những thử thách lớn hơn sẽ xuất hiện ở mùa giải tới khi Burnley tiến lên Premier League một cách tất yếu. Rõ ràng Championship là môi trường khác biệt so với Premier League, không còn được gặp những đối thủ dưới cờ, Burnley phải tìm cách đánh bại những đội bóng hàng đầu. Những áp lực từ giới truyền thông mà Company gặp phải ở giải hạng nhất Anh cũng không thể so sánh với Premier League. Burnley có thể thắng liên tiếp tại Championship, nhưng mọi thứ có thể đảo ngược khi đội bóng này trở lại đấu trường khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù vào mùa 2023-2024. Burnley có thể nhìn vào hai trong số ba đội bóng thăng hạng Premier League mùa trước, đó là Bournemouth và Nottingham Forest. Họ đều đang rất chật vật trong cuộc đua trụ hạng ở thời điểm hiện tại. Dẫu sao, chiến tích của Company vẫn đáng khích lệ. Tấm vé thăng hạng của Burnley là bước đệm quan trọng giúp cựu sao Man City thăng tiến trong sự nghiệp huấn luyện non trẻ của mình. Đội bóng cũ Man City chắc chắn sẽ để mắt đến sự tiến bộ của cựu đội trưởng của đội bóng tại Burnley trong tương lai.